Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý một chiếc điện thoại bị lỗi sạc, sạc không vào pin hoặc là sạc chập chờn. Trên tay mình đây một chiếc điện thoại sạc báo rất là chập chờn các bạn nhé. Cắm vào thì nó nhảy loạn đến lúc báo vào lúc không nhé. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để khắc phục một chiếc điện thoại bị bệnh lỗi sạc như thế này mà các bạn không cần phải tốn công sức, tốn tiền mang ra tiệm sửa điện thoại để sửa, vừa mất tiền và vừa mất rất nhiều thời gian. Một chiếc điện thoại smartphone thông minh như bây hiện nay đi trên chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay thì giá thay chân sạc của nó chắc cũng chưa tầm khoảng chắc không dưới 300.000 đâu các bạn. Đấy, chính vì vậy mà các bạn khi phát hiện ra điện thoại của mình mà bị báo sạc chập chờn hoặc là sạc không báo thì các bạn cũng đừng vội nha các bạn nhé. Hãy sơ cứu cho nó trước. Nếu như các bạn làm theo mình trong clip này, nếu mà không được thì các bạn mới bắt buộc phải mang ra tiệm để thay thế. Nhưng mà mình theo kinh nghiệm của mình thì mình đã xử lý rất nhiều chiếc điện thoại như thế này rồi thì gần như là tỷ lệ thành công đến trên 90% các bạn nhé. Ok, các bạn cứ làm theo y như mình trong clip này, mình đảm bảo với các bạn. Trừ khi những cái chiếc điện thoại của bạn nào mà hỏng thật nặng thì mình không dám khẳng định là mình xử lý bằng cách này được. Hỏng hẳn chân sạc hoặc hỏng hẳn phần cứng ở bên trong thì mình không dám nói nhé. Còn những chiếc điện thoại mà do cái chân tiếp xúc sạc điện này này mà nó mình sử dụng lâu ngày nó bị han rỉ hoặc là bụi bẩn nhiều, nó két vào đây thì nước khi mình cắm cái chân sạc vào thì nó sẽ tiếp xúc điện kém hoặc là không tiếp xúc được điện, là do nó bị han cái chân đồng ở trong này nha các bạn nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy dụng cụ ra, chỉ cần hai dụng cụ duy nhất rất là đơn giản nha, hạn có các bạn nhé, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục bệnh con này. À quên, mình sẽ cắm sạc con này vào để cho các bạn xem cái biểu hiện bệnh của nó nha các bạn nhé. Đây, mình sẽ cắm sạc vào cho các bạn xem là chiếc điện thoại của mình đang sạc rất là chập chờn, cắm vào nó sẽ nhảy tưng tưng liên tục. À, các bạn thấy không? Mình cắm sạc nhưng mà nó rất là nóng, rất là chập chờn. Nó cứ báo được nhưng lại mất, được lại mất. Sạc rất là lâu đầy pin và rất là khó chịu. Đó các bạn thấy không? Nó cứ lúc thì được, lúc thì mất. Đó các bạn, liên tục như vậy. Rất là bức xúc luôn. Mình ngày hôm nay mình sạc điện thoại mình thấy rất là cáu với con này. Đó các bạn nhìn thấy không? Sạc nó cứ báo liên tục như thế thì bao giờ nó mới đầy pin. Mà đang sạc mà nó cứ nghe tưng 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 này rất là khó chịu. Đó, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái bệnh này rất đơn giản. Chỉ trong vòng 1 đến 2 phút thôi là các bạn có thể khắc phục bệnh lỗi sạc như này các bạn nhé. Đó, lúc thì nó báo liên tục, lúc thì nó ổn định được 1 2 phút xong nó lại bị các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy bệnh con máy của mình như thế này. Đó, đấy, bây giờ này, nó cứ nhảy liên tục này. Tám lúc thì mình ghim chặt cái này vào thì nó sạc được 15 phút. Không thì chỉ được 1-2 phút thôi, lúc thì nó nháy liên tục như thế này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ lấy dụng cụ ra để khắc phục cho các bạn xem. Các bạn cứ làm theo mình đảm bảo với các bạn. Nếu như máy mà không hỏng phần cứng ở bên trong thì không phải là 90% là 100% là được. Là các bạn khắc phục được cái bệnh này. Dụng cụ để khắc phục chiếc điện thoại này thì mình sẽ có một chiếc nhíp này các bạn nhé.
cái nhíp này và một ít bông y tế đó, và một chút nước dung dịch để vệ sinh han gỉ. Nếu như các bạn không có, các bạn có thể dùng cái nước này, đây là nước lau kính các bạn nhé. Đó, các bạn làm theo mình, lấy một ít bông thôi, lấy một lượng bông gọi là vừa đủ để mình đưa được nó vào cái chân sàng này các bạn nhé. Đấy, lấy một lượng vừa đủ để mình làm sao mình nhét được nó vào đây. Đầu tiên là các bạn quan sát kỹ bên trong đã nhé. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn lấy đèn, lấy cái đèn nét của điện thoại cũng được, các bạn soi và xem nó có bị bẩn cái gì không, hay nó bị mắc kẹt cái gì bên trong này không. Đó, xong đầu các bạn trà qua đi. Đấy, các bạn cạo này để cho nó ít bụi bẩn nó rơi ra ngoài đi, các bạn thổi đi. Đấy, chỉ cần trà như này không, các bạn thổi sạch đi. Sau đó dùng cái bông này xịt nước lau kính vào để cho nó ướt đi. Các bạn cứ cho nó ướt đậm xong rồi đập cho nó, gọi là đập cái nước cho nó, đừng để nước nó chảy vào trong bên trong điện thoại các bạn nhé. Các bạn để nó ẩm ẩm một chút thôi được rồi. Đó, sau đó mình sẽ nhét nó vào trong cái chân sạc này. Các bạn cứ nhét hẳn vào trong và dùng cái đầu nhíp này chà cho nó sạch hết bên trong đi, hết đất cát bụi bẩn bên trong đi. Đấy, các bạn cứ đánh làm sao mà cảm giác nó sạch là được. Đó, và nhìn kỹ bên trong xem có đất cát hoặc là có một cái vật gì đó bên trong hay không. Bởi vì khi có một hạt cát to hoặc là cái hạt sạn ở đấy bên trong, mình cắm cái sạc vào là cái sạc nó không vào được hết bên trong, nó chỉ nơ lửng ở ngoài, cho nên là nó tiếp xúc sẽ kém các bạn nhé, hoặc là không nhận luôn. Đó, các bạn cứ làm như này cho mình. Đấy, các bạn cứ làm giống mình như này. Đấy, nếu mà cái bông nó khô thì các bạn có thể cho thêm một xịt thêm một chút nước nữa. Các bạn cứ làm này, khi nào cảm thấy sạch thì thôi nhé. Ok, như vậy thôi, qua công đoạn đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy sạc cắm thử để các bạn xem là điện thoại của mình sạc nó đã ổn định chưa nhé các bạn nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ cắm sạc lại cho các bạn xem thử xem là máy của mình đã khắc phục được cái tình trạng là sạc chập chờn như vừa nãy chưa hay chưa nha các bạn nhé. Mình nghĩ là nó đã ok rồi, bởi vì mình làm khá nhiều chiếc điện thoại như thế này rồi. Đó, các bạn có thể thấy là nó cưng một cái rồi. Các bạn thấy mình cầm cái chân sạc nắc lư thoải mái, không bị lỏng lại nha các bạn nhé. Đó, vậy là lý do chiếc điện thoại này của mình là lâu ngày bụi bẩn nó vào, nó làm han cái chân tiếp xúc sạc, cho nên là mình khi mình cắm cái đầu này vào thì nó nhận kém hoặc là nhiều khi là không nhận. Đấy các bạn nhé, đấy, nó mà sạc chập chờn nó sẽ hiện cái bảng thông báo là pin yếu lên. Nhưng máy mình đã sạc ổn định rồi, cho nên là cắm vào các bạn nhìn này. Đấy, sạc vào báo vào pin cái là ok luôn, không bị như vừa nãy nữa. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách khắc phục một chiếc điện thoại lỗi sạc sạc chập chờn hoặc là sạc không báo gì thành đã xong. Nếu như các bạn xem video thấy video của mình hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký, và đừng quên chia sẻ video này cho tất cả anh chị em bạn bè cùng xem nha các bạn nhé, để khi điện thoại của mình gặp trường hợp này thì sẽ không cần phải mất nhiều thời gian hoặc là mất chi phí để mang đi các tiệm sửa chữa điện thoại để sửa nha các bạn nhé, mà mình có thể làm ngay tại nhà trong vòng 2 đến 3 phút là chiếc điện thoại của mình đã ổn định trở lại. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.